Hé lộ thu nhập 100 triệu một tuần của Tuân Phạm. Tuân Phạm từng gây bão mạng xã hội khi chia sẻ về thu nhập đáng mơ ước của một nhà sáng tạo nội dung, khi con số lên đến 100 triệu đồng trên một tuần. Tuân Phạm khẳng định là con số trên là có thật, nhưng chỉ chiếm xác suất rất nhỏ. Anh chàng trong cuộc sống cũng nhấn mạnh, để kiếm được số tiền trên không phải là một điều dễ dàng hay một sớm một chiều. Dù cho có là người nổi tiếng, để có được mức thu nhập khủng như vậy là hành trình dài cố gắng từ con số 0 đến những vấp ngã đầu đời, những khó khăn không ai hay, cho đến khi nhận được sự quan tâm của khán giả. Thậm chí là nhiều người còn bất ngờ khi biết rằng ở thời điểm hiện tại, con số cụ thể còn nhiều hơn cột mốc mà Tuân Phạm chia sẻ. Thu nhập này của anh đến từ đa nguồn như hoạt động ở nền tảng mạng xã hội YouTube, TikTok, Facebook và cả kinh doanh. Tuân Phạm chia sẻ rằng anh cũng luôn có tư duy kiếm tiền từ đa nguồn. Nếu như cái này có sập xuống thì phải có cái khác làm bệ đỡ. Bạn nghĩ sao về câu chuyện đầy cảm hứng này? Hãy comment để MeToo Creator cùng biết nhé. YouTube khó, có MeToo Blog.